Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quốc hội vừa thông qua luật nhà ở sửa đổi với 13 chương trình và 198 điều. Luật nhà ở sửa đổi tập trung vào việc cấm những hành vi vi phạm, tạo điều kiện cho một thị trường bất động sản lành mạnh và bền vững. Điều 3 chương 1 của luật quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, đảm bảo sự tuân thủ quy tắc và tiêu chuẩn đúng đắn. Thứ nhất, xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của tổ chức cá nhân, ghi nhận thông tin từ báo Tiền Phong. Thứ hai, cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, việc thực hiện quyền nghĩa vụ về sở hữu, sử dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức cá nhân. Thứ ba, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt. Thứ tư, xây dựng nhà ở trên đất không được đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của luật này, xây dựng cải tạo nhà ở không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định phải áp dụng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở được quy định trong luật này, phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trái quy định của luật này. Thứ năm, chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật, lấn chiếm không gian và phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc của chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức, cải tạo, cơi nới, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng ý. Thứ sáu, ký kết văn bản huy động vốn, thực hiện huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc tiền mua nhà ở, trả trước cho phát triển nhà ở. Thứ bảy, thực hiện giao dịch mua bán, thuê mua, thuê, cho thuê lưu trú, tặng, cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bàn giao nhà ở cho người mua, thuê mua nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của luật này và pháp luật về xây dựng. Thứ 8, các hành vi trong quản lý sử dụng nhà ở chung cư bao gồm không đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, sau đây gọi chung là kinh phí bảo trì, quản lý sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì không đúng quy định của pháp luật về nhà ở, cố ý gây thấm dột, gây tiếng ồn, độ rung quá mức quy định, xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại, không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không đúng nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, sơn trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc, chăn thả gia súc gia cầm, giết mổ gia súc trong khu vực nhà chung cư. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư, sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, thay đổi, làm hư hại kết cấu chịu lực, chia tách căn hộ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung vào sử dụng riêng, thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư, có mục đích sử dụng hỗn hợp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Gây mất trật tự an toàn cháy nổ trong nhà chung cư, kinh doanh vật liệu gây cháy nổ và ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, kinh doanh sửa chữa xe có động cơ, hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kinh doanh dịch vụ nhà ở mà không bảo đảm tuân thủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Thứ 9, sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sinh hoạt của khu dân cư mà không tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh. Báo tin tức thông tin, báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội, phát huy vai trò trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút công nhân, người lao động tham gia tổ chức công đoàn.
Phương án này đã có sự đồng thuận cao giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu lực thi hành cao, tháo gỡ được các vướng mắc trong thực thi thí điểm trước đây theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ do chưa được luật quy định. Đã có cơ sở triển khai đồng bộ quy định này, các điều có liên quan của dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý. Cụ thể, quy định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nguồn tài chính công đoàn. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn, việc xác định chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy định áp dụng đối với dự án đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công. Việc quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư sẽ do đơn vị quản lý dự án trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy quy định về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp là cần thiết nhằm thể chế hóa Nghị định số 06 NQTVK của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để bảo đảm chặt chẽ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và giao Chính phủ quy định điều kiện bảo đảm an toàn về môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, sửa đổi khoản 1 điều 19 của luật đầu tư để cho phép xây dựng các hạ tầng xã hội của khu công nghiệp trong hàng rào khu công nghiệp. Về xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo luật để tránh sơ hở trong quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng, tránh gây xung đột với luật đầu tư, luật xây dựng, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều kiện làm chủ đầu tư. Về một số vấn đề liên quan đến tính thống nhất với dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng các dự án xây dựng nhà ở xã hội luôn gắn liền với đất, nội dung về nhà ở xã hội cần có hiệu lực chung theo quy định của luật nhà ở và luật đất đai để bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp này không quy định hiệu lực sớm hơn đối với đất xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời đang được tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thống nhất ngày có hiệu lực của luật nhà ở sửa đổi là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 để bảo đảm đồng bộ với luật đất đai sửa đổi được thông qua sau, đồng thời bảo đảm chất lượng ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Bên cạnh đó, các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi cần phải bảo đảm tính thống nhất với các nội dung chính sách của luật nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Các vấn đề đó là trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở, giao đất, cho thuê đất để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án phát triển một số loại hình nhà ở thuộc diện nhà nước ưu đãi, khuyến khích, thế chấp nhà ở. Đồng thời, luật đất đai cần có các quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở phù hợp với các chính sách mới về đất đai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.